Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức lễ khởi công hai máy ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở nhân dịp Tết Quân dân năm 2023. Máy ấm công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây mới cho hai công đoàn viên là ông Nguyễn Ngọc Thanh, công nhân công ty cổ phần Hiệp Phú ngụ tại khu vực Thới Bình 1, phường Thuận An, và ông Lăng Quang Hiệp, công đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Vinacam. Mỗi căn nhà có diện tích 54m², dách, mái lợp tôn, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, quỹ Tấm Lòng Vàng, công đoàn Cần Thơ hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, phần còn lại cho gia đình đóng góp để căn nhà khang trang hơn.